Rồi, hôm nay là mình sẽ thử review cái máy là quạt sạc tích điện. Cái này là mình vừa mới mua về ngày hôm nay luôn. Cái này á thì theo thông số của nó đó thì là sử dụng pin 3.7V 18.650. Đây. Và nó cũng có thể sử dụng được chung với 4 cái pin tiểu. Đây. Cái quạt này nó sẽ có hai chế độ. Ví dụ như mà nhấn một lần á là nó sẽ chế độ nhẹ. Hai lần. Lần nữa là chế độ mạnh hơn. Thì nói chung là đứng ở đây xa này gió cũng rất là mát. Gió mát. Nhấn thêm lần nữa là tắt thôi. Ngoài ra đó, cái nút bên hông bên phải á là đèn, nó có 3 chế độ đèn. Đèn sáng nè, đèn tối hơn và đèn chớp. Có thể gì bạn dùng để bay lắc buổi tối thì có thể bật. Đấy. Ok. Rồi. Thì mình có mua về mình sợ thử dùng á và sạc á thì để sạc đầy bình á thì nó khoảng 2 tiếng. Và nó chạy thì nó khoảng gần 1 tiếng liên tục cho cái quạt, cho cái pin này. Và khi mà sử dụng các bạn mua đó, các bạn chú ý là cùng một cái dòng này nó sẽ có cái quạt bị lỗi hoặc là quạt không có lỗi. Tại vì đây là hàng made in China nên có khi là hên xui, có khi tốt có khi xấu. Có hôm trước mình cũng mua một cái á, thì sạc 2 tiếng nhưng mà chỉ chạy được 15 phút rồi nó tự tắt, bật lại thì nó không được nữa. Nhưng mà đèn thì vẫn để cả ngày. Còn cái này thì mình mua lại, mình đổi lại cái khác thì nó chạy được khoảng 1 tiếng nó mới hết pin. Và cái pin này á là cái pin 3.7V nên khi mà các bạn thấy là pin nó muốn hư rồi, các bạn muốn thay cái pin tốt, cái độ mà pin nó lâu hơn á thì các bạn tháo 4 cái ốc này ra, sau đó các bạn thay pin. Thì chiều nay mình cũng có thử tháo ra rồi, tháo 4 cái ốc ra thì cũng một pin 3.7V ở ngoài. Nhưng mà bạn mua cái loại pin mà thường á thì khoảng 50.000 một cục, còn cái pin lại tốt á thì nó khoảng 150-200. Rồi review lại cái đèn. Rồi đây, bên phải là đèn, bên trái là quạt. Mát, quạt mát, đèn cũng tốt, ok. Nhưng mà chỉ có cái vấn đề là pin thôi, hên xui, pin hên xui. Nên các bạn mua, các bạn nhớ thử trước. Và nếu như mà sau một ngày mà nó bị lỗi á, thì nên đổi một cái khác liền. Tại vì cái này là hàng Trung Quốc, nó không có bảo hành nha. Nên các bạn phải đổi liền thì mới được. Chứ nếu như mà các bạn để 7 ngày qua một tuần mà các bạn đem đi đổi cái khác là mấy cửa hàng là không chấp nhận đâu. À, và giá cái này là mình mua rồi 170 nha. Có thể là các bạn mua có thể giá sẽ chênh lệch rẻ hơn hoặc là cao hơn một chút. Nhưng mà nói chung là cái giá trung bình là 170.